Liên quan đến cái chết của anh Vũ Minh Sơn, 32 tuổi, ngụ phường Bến Thành, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2013, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang tạm giữ hình sự Hà Hồng Đạt, 37 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để mở rộng điều tra. Theo thông tin ban đầu, anh Sơn ở cùng nhà với Đạt tại ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Vào khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, do ghen tuông trong mối quan hệ tình cảm nên Đạt và anh Sơn xảy ra mâu thuẫn. Đạt lấy một con dao dài hơn 30cm đâm gây thương tích cho anh Sơn rồi chở anh Sơn đến bệnh viện Hóc Môn cấp cứu. Sau đó anh Sơn được chuyển đến bệnh viện 115 nhưng đã chết ở đây. Sau khi anh Sơn chết, Đạt gọi điện báo cho anh ruột của anh Sơn biết và đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.